Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với Phong thủy may mắn. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí của các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà năm 2021. Hôm nay Phong thủy may mắn sẽ tiếp tục và ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, tam tai, hoang ốc hay là kim lâu. Bởi vì khi mà phạm vào 3 tuổi đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Nếu gia chủ xây nhà vào năm và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu không may mắn, vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu mà gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Năm 2021 tuổi Nhâm Ngọ không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc hay tam tai, nhưng để việc động thổ xây nhà được tốt hơn thì gia chủ hãy liên hệ ngay với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ, xem ngày động thổ, đổ mái cũng như là việc thiết kế lại bố cục phong thủy sao cho phù hợp với tuổi Nhâm Ngọ cũng như là những người ở trong gia đình. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đào đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau. Nam mạng 2002 Nhâm Ngọ, mệnh đoài kim có 4 hướng tốt, đó là Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Còn 4 hướng xấu đó là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát và Nam là ngũ quỷ. Xét về hướng Tây gồm có 3 sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt. Vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây. Tuổi Nhâm Ngọ mà xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tào lập, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo là hướng Tây Nam gồm 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp được hướng Thiên Y thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông Bắc gồm 3 sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ.
năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mậu Long biến vận sát. Vì vậy, không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Nhâm Ngọ mà xây nhà hướng này thuộc Tây tướng mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tử quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét đến hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ đối thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mậu Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi 2002 Nhâm Ngọ Nam Mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ tự hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ làm được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này, cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Bắc gồm ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến. Vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Người tuổi Nhâm Ngọ 2002 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hỏa hại là sao Lộc Tồn thổ thổ hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Xét về hướng Đông thì gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp, năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 xây nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Ngọ khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trù để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi, cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Tiếp theo đó là hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến giận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà mà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Nhâm Ngọ Nam Mạng xây nhà hướng này phạm vào Lục Sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Mà Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tượng quái lạc hàm, chủ vì chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại
phong thủy nhà ở theo đúng cách của phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Ngọ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ngược phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Nhâm Ngọ năm 2002. Hướng tiếp theo đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt. Nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Đối với Nam mạng Nhâm Ngọ 2002, xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp, kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cát lành, hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn, cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp mà tuổi Nhâm Ngọ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích cho quý vị anh chị và các bạn về tuổi Nhâm Ngọ nam mạng xây nhà và cắt hung, luận giải chi tiết từng hướng kèm theo cách hóa giải. Quý anh chị hãy tự tin làm theo nhé. Còn nếu cần hỗ trợ gì thì hãy liên hệ ngay với hotline của chương trình để được giải đáp tận tình chi tiết. Tiếp theo chương trình thì ta sẽ xét đến tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, nữ mệnh thuộc người mệnh Cấn Thổ có 4 hướng tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí và 4 hướng xấu đó là Nam Họa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Xét về hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Vì vậy, không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Nhâm Ngọ mà xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tự quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét sang hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu phạm Mậu Kỷ đô tiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mà xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thực sao Cự Môn Thổ. Hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn đối với hướng Tây thì gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt. Nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây. Tuổi Nhâm Ngọ mà xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng được Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả, nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp mà ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được cuộc sống may mắn và tài lộc hơn. Về hướng Tây Nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu Thái Tuế Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân tọa Sửu hướng mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021 để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi 2002 nhập ngọ nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông tụ cuối là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, thăng quan lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà mà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc mèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Về hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, những nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung hoạn. Những nhà mà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh. Mặt tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Nhâm Ngọ khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với người sinh năm 2002. Tiếp theo đó là hướng Đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ bị chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống.
Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, hoặc thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Nhâm Ngọ đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng đối với tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Xét về hướng bắc thì gồm ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Với nữ mạng Nhâm Ngọ mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Nhâm Ngọ đang ở nhà hướng bắc thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải các cục nhà không hợp hướng với người tuổi Nhâm Ngọ 2002. Quý vị thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành, khi nạp âm của Thái Tuế khác với nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp được trắc trở ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ, khắc Mộ Vận Thủy, Nhâm Thìn, nạp âm Thủy, các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Về Thái Tuế sát, Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách, nặng thể ngược đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc, chính vị trí Sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu lưu vào phương Đông Bắc, Đông và Đông Nam đối với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ về tai họa là sát khí của năm, cần phải kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ, thì hàng năm con năm không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng thắng Mậu Kỷ Đô Thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về Ngũ Hoàng Đại Sát, cũng là sát khí của Trung Cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì chắc trở. Năm 2021 Tân Sửu Ngũ Hoàng Đại Sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa các cụ nhà ta, ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia đình, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp mà gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn vừa hướng dẫn anh chị việc tính toán và xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021
2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấn kỵ xây mới sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam, hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại, nếu chọn năm tháng, ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.